Hello, xin chào tất cả bác quay trở lại kênh YouTube của em nhé. Thì hiện tại thì em đang có một cái cây lồng sơn trần mới mang về, nhưng mà phát hiện ra là cái lồng nó bị mốc anh em ạ, mốc nó ngấm hẳn vào tre, ăn hẳn vào tre đấy anh em, thì đúng đúng không? Bên này bị nhiều hơn, nhưng mà em vừa mới xử lý xong cái thuốc tẩy mốc đấy. Rồi, chúng ta cộng với lại cái bột khai nha anh em nhé. Trộn vào với nhau, em cho một ít bột khai vào với cả đổ thêm một ít nước vào, nó sẽ ra một cái loại dung môi ăn mòn. Thì khi mà vào thớ tre thì nó sẽ ăn mòn và nó tẩy được mốc, nhưng mà tương đối là hại tre, nên là anh em lưu ý sử dụng nó cẩn thận nhé, cho nhúng vào vải kia là cháy vải luôn này. Đấy, thì mình sẽ có hai bước khi mà chỗ mốc này mình trộn xong dung dịch này, bắt đầu mình quét lên. Đấy, quét đi quét lại nhiều lần cái vị trí mốc. Đấy, cái đục đổ ra quét đi quét thấm vào dung dịch, quét một lúc thì anh em sẽ để một lúc cho nó ngấm nhá. Đấy, một lúc cho nó ngấm vào để cho nó ăn mòn, nó ăn vào bên trong cái thớ tre thì sẽ có cái hiện tượng xảy ra, đấy là cái thớ tre nó bị bong thớ tre nhá. Đây anh em nhìn thấy thớ tre sẽ bị bong một ít này. Thì sau khi mà hết cái vị trí mốc, anh em sẽ để khô. Để khô xong thì cái thớ tre này sẽ rất nhiều thớ nó bị bong ra, thì anh em lấy giấy ráp đánh lại. Đây, lấy giấy ráp đánh bịt lại nha. Thì bây giờ em sẽ quay cho anh em. Em đánh hết cái lồng này đã. Sau khi đấy em sẽ để khô và em sẽ ráp bịt lại. Thì bước đầu tiên thì anh em phải tẩy mốc đã. Ok nhé. Đây nha các bác nha, thì sau khoảng 10 phút em ngồi em quét hết thì những cái chỗ mốc bắt đầu là nó đã mờ đi và gần như là hết rồi, chỉ còn một tí nữa thôi. Thì anh em đợi một lát cho nó khô, bắt đầu là mình lấy giấy ráp mình đánh sạch đi là ok nhé các bác nhá. Đây, giấy ráp 1.000 anh em nhé, anh em cứ ra ngoài tiệm bảo bán cho em giấy ráp loại 1.000, loại mịn nhất ấy. Loại này là loại để đánh ráp với xe ô tô ấy. Đánh ráp vỏ ô tô ấy. À, loại này là loại cực mịn luôn, càng đánh nó càng bóng. À, càng đánh nó càng lên màu càng bóng nha anh em, đánh đi là đẹp luôn. À, đây là cách em hướng dẫn cho anh em cách tẩy lồng bị mốc, ok nha các bác nha.